rồi nha. Hôm nay Tiện đang ở quận 3 đường Nguyễn Thục để cho cái đàn B6 mới cho anh Na. Dữ liệu đó có nhờ những cái cây trước luôn nè. Dạ dạ. Đang ở dưới quận 3 nè. Hôm nay đi ba thầy trò đi phút photo xuống nhà có việc đi xuống quận 3 luôn. Mọi người có nhu cầu tham khảo đàn có thể liên hệ qua điện nha. Số 0707 367 5251. Rồi, xin chào nha. Rồi cắm điện đi. Anh biết chỉnh vậy rồi gây như ta không? Dạ. Anh biết chỉnh vậy như ta không? Dạ biết. Ta cho mà. Ta cho mà. Ta cho đó. Đi vô đàn kim chỉnh dây guitar luôn. Rồi em coi cái bao nhiêu tiền.